Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Andy Gaming. Và trong cái video hôm nay mình sẽ quay trở lại với game GTA 5 Online ha. Thì hôm qua mình không có mình bận, mình không có làm được video cho các bạn nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ bù bù vào buổi trưa mình sẽ có cái GTA 5 Online cho các bạn. Thì hôm trước mình đang đua xe đổi xe đó, thì nhiều bạn chưa thấy nó chưa được nhìn đưa nhiều map ha. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp Blazer Rockstar Credit. Nó nằm ở phần Stone Ray nha các bạn. Đây, Transform. Cái này là có đua phản lực 77%, 73%. Quê có trực thăng nữa nè. Chơi thử. Nói chung là chỗ này nó rất là nhiều map cho nên là mình hiện tại bây giờ ít người chơi quá. Nó hỏi mình là mình có muốn làm hot hay không, hoặc là đi tìm kiếm một cái phòng nào đó mà đang có đông người chơi. Trời lầy luôn á. Mới lầy luôn cho mình làm hot luôn kìa trời. Mới lầy dễ sợ luôn á. Làm hot sao mà đua? Mình làm hot mình không có đua được. Tại vì có nhiều job bọn này nó không thích chơi nên là mình cũng không thể tạo được. Slam đừng. Neon Mountain này. Chơi thử xem. Mình không biết là nó có hay không nữa. Search for job. Ok, có rồi các bạn. Có rồi. Ok, được được, đông đông. Cũng được 8 người. Slam dunk. Rồi. Mình level. Nói chung là mình nó chơi 8 người. Còn một thằng đang vô nữa. Go. Rồi, có người mời thêm nữa rồi. Đợi 5 4 3 2 1 nữa nó sẽ vô game. Ok, vô chưa vậy? Ủa, vô chưa? À, nó đang có mời người. Đang có cái thằng ở rồi. Ok. 9 người đua nha các bạn. 9 người đua. Transform slam dunk. There's nothing to touch that moment when you lie your shot up perfectly. Let the pressure slide right up you and hit nothing but net. Đọc đọc cho vui, đọc tiếng Anh cho vui. À, mặc đồ cây cược 1.000 đô. Có mấy thằng cược cho mình ta, mình không biết là bao nhiêu mấy thằng cược cho mình nữa. Thường cho này nó ít ai cược vô lắm. Ok, ý mình được xếp nhất nè, trời ơi. 3 2 1 xuất phát. Ô, mấy mình thắng nhất luôn rồi, trời ơi, ngại ghê luôn. Ấy sao nó lẹ vậy, nó lẹ vậy, không chịu với nhau nhỏ ơi. Trời mày, nó chơi rồi. Ôi, nó chơi đúng xấu luôn á. Ờ, rồi xuống thằng 7 luôn. Ủa, con cái xuống thằng 7 luôn. Thằng này ta chơi hồi chơi Chu Đức Việt. Con thằng nó làm gì, nó làm gì mà vòng mày. Đánh nó phá nhau mày. Cay ghê luôn trời, thằng này nó phá mình ta.
đang đua, ủi cái lọt ra ngoài luôn. Năm rồi, lấy lại hạng mới được. Sao mà mình sẽ gỡ lại sao, nhưng mà xe cũng phải có này kia không? Rồi xuống biết thôi rồi. Xe này là xe nhảy dù. Ơi bấm mấy. Ủa có điện thoại nữa hả? What? Có điện thoại luôn nè. Đứa nó không có chứ. Đây, bây giờ các bạn phải nhảy làm sao mà lọt vô cái chỗ đó, như kiểu mà chơi bún rổ vậy đó. Không đó. Làm sao để mà mình phóng vô cái xe mình nó vô trong cái tâm này. Rồi xong, hay lắm. Thằng này đang bay. Làm sao con xe mình phải vô trúng cái tâm nó mới được. Không ra sai cái tâm nó không được đâu. Không có tính đâu. Để cắt dây được rồi. Đó thì vô mày hả mày. Ba rồi. Các bạn phải nhảy chung cái dòng đó các bạn mới đi được, chứ bạn nào mà cắt dây đi đường dưới là không bao giờ đi được cái dòng đó, nó nằm trên luôn. Một lúc nó ra con xe này là như vậy mà. Bây giờ bọn nó bay rồi. Nó lực luôn. Sao nó bay đi khui vậy? Mình đang hàng 3, phía trước mình có hai thằng. Không có nhớ cái tên của thằng hồi nãy là thằng nào. Cái mà dặn tức chứ thôi, nãy giờ mình hạng nhất rồi. Mỗi mình mất một khoảng thời gian luôn, từ hạng nhất mình xuống hạng 7 luôn. Dễ sợ. Rồi biến thành cano rồi. Ok, biến thành cano. À, này là con này có thể đi được trên bờ nữa. Blazer Aqua. Xe này đi được vừa dưới nước vừa trên bờ luôn nha các bạn. Đứng nó chạy cho nó bóc. Rồi đừng đến dưới kia nha. Ê, bậy nha. Ê. Nhưng bữa giờ gần tới mình này là diện tích nước hay diện tích đất ta? Quay cái này là nước rồi, lúc nãy là nước. Trời, container luôn chứ. Cái này là nước mà mình bật cái bánh xe mình chạy nên nó đang đi thì nó chậm lại. Để cho hai cái nổ nhau đi, họ mình cũng vượt lên. Trời, đi ghê gớm lắm. Nằm đi một bên này hai là bên kia hay bên nào cũng được hết nè. Hai kia nó đang song song với nhau luôn đó, hai nó song song với nhau luôn đó. Mình đi lúc gió sau nó đi đó đó, càng ngày khoảng cách mình càng gần lại rồi. Các bạn thấy không? Trời ơi. Trời ơi. Dễ sợ chưa? À, đúng rồi, cảm ơn. Trời, cảm ơn bạn Hiền. Cảm ơn bạn Hiền. Trời, đổ qua xe đạp luôn rồi. Trời, nó lầy vãi chỗ. Chỗ xe đạp này đạp sao? Ờ ok, mình đạp nhanh được rồi. Có cái thể lực nữa, thể lực màu xanh xanh của mình nữa. Nếu mình đạp nhanh quá thì mình sẽ mất thể lực nhiều. Ra mày. Ồ, cái này đi nhanh được. Tuy là nó ngược đường nhưng mà mình vẫn đi nhanh được. Lấy đi. Chạy xe container lên rồi quay đầu xuống lấy xe đạp đi. Mát lầy luôn. Mấy này gặp mấy thằng mà nó ngáo ngáo nổi một cái là mình văng luôn xe đạp. Đâu chơi đó. Đâu có chơi được bọn nó đâu. Nổi một cái là gọi là cắn răng chịu luôn. Đây con thằng đang dừng lại nè. Chết bà nó, hai cái nó sắp giết kịp mình rồi. Ai, ui, ui, nhanh vậy.
BBZ77. Ờ, tao đích rồi. Fuck! No! 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 Trời ơi! Trời ơi! Ê, trời. Mình thua nó có chút xíu như bữa, anh hôm bữa nó không khác chút xíu gì luôn á. Trời cay! Cay trời! Hôm nay nó bị treo rồi, nó nghỉ chơi, nó treo máy rồi. Đúng cay luôn á, trời. Trời ơi. Rồi rồi rồi, thanh niên ngáo rồi, thanh niên ngáo rồi. Nó chạy nó dừng nó quẹo vô. Ray em 15 giây nữa hết hết rồi. 15 giây nữa mà không về kịp đích là thua luôn á. Mười tám ngàn cũng được. Trời, level rồi, level rồi. Rồi coi coi thời gian coi. Ờ, nó là 5 phút 58 giây, mình 6 phút. Tại vì do là gọi là xe đạp cho nên là không có bứt tốc nhanh được, không có gọi là vù 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 được. Này đi, thôi không chơi xe đạp đâu, chơi xe đạp đâu, bậy 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 bậy. Chơi khác đi, chơi cái khác đi. Không chơi xe đạp đâu. Cục diện đen như vậy. À khói. Trời đông á, đông á. Ở cái này bữa đưa rồi mà, con xe này bữa mình đưa rồi, đưa bữa mình đưa một lần rồi. Này bữa mình đưa rồi, hôm trước mình có đưa rồi. Kệ đi, để coi giành được hạng nhất không. Chúng là mình cũng ghi gớm trời, giành được hạng nhì rồi cũng gọi là xuýt soát rồi đúng không? 10 thằng à? Stun Ray. Rồi quá trời thằng vô luôn. 11, 3 thằng kia vô nữa là hình 14 rồi, 12, 3 thằng kia nó hình 15. Rồi, 13, 14, 15. Trời. Ơi, thôi, mất hình thằng rồi. Còn có 14 thằng nữa. Can why people zoning. À. Nên kia nó kêu go nhưng mà nó không có thể bắt đầu khi mà mọi người đang tham gia vô. Trời, đưa xe này tiếp, xe này nó ngon mà. Không thì đi con Hakucho Rack cũng được. Nhưng mà thôi, lấy con Custaro đi. Thằng này nãy nó ha, đang phải thằng đây nè, thằng này nè, nãy nó thắng mình nè, cứ nó 100 đô. 100 đô cũng nhiều rồi, trời ơi, mình tự cược mình 1000 đô thôi, nhục cũng không cược đâu. Không nhục, cược cũng không nhục đâu. À, nhục cũng không cược đâu. Cái này bự mới vô đủ máy bay luôn á. Đủ vô cắm đó đó. Trời ơi, mới vô đặt xuống hạng 13 luôn.
cho mình xuống xuống như này luôn. Tôi lưng còn bạn nào trên thằng bé thôi còn liền trên đúng được thằng bé bạn. Bài sinh sát chơi nhưng mà còn bài gì nó đụng nhau ghê lắm. Còn thảm cái đầu đinh luôn không? Ơi đó đó. Nó đùng 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 cũng bị lần, cũng này cũng bị lần, trời cũng bị lần bị nữa ta, cũng bị lần thì không đó nó, không đó mình bị chui vô cái đó mình bị nữa, đầu số hàng 10 luôn rồi đó, cái thằng BB 77 nó đua hay chứ, nãy giờ đang nhớ lại luôn. Ê, em chửi nhà đó đó, cái thằng chửi á. Cha mày ơi. Sao ghê thế vậy? Ủa? Ủa? Hả? Gì vậy? Nó bị cái gì ta? Đó, xong rồi cái này đi mới nhanh nè. Đó, 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 có chớn rồi. Trời ơi, trời ơi. Nhận 4 luôn. Rồi hôm nay mình biến thành con xe Phantom rồi các bạn. Cái thằng nãy nó bị hói đen đen là nó bị lát á, nó bị cái này đụng đảo văng hết chân luôn. Chị nó đang hốt nhau. Nó bay ra con mày, đội ra. Sao đường đời nghiệt ngã quá vậy? Hốt mày luôn à. Đây còn thằng hạng nhất nữa, trời. Đường đời nghiệt ngã quá mà. Mở đèn lên cho nó thấy đường. Ủa rồi sao? À. Quên rồi là xe bay cho bộ bên vị khúc này nè. Quên rồi là nó con xe bay. Chết bạn đúng chớ rồi. Quay. Thôi kia nó thắng rồi các bạn. Nó về nhất rồi. Ủa đâu? Ở đâu mình đang hàng nhất nè. Quay. No. Ủa. Là lúc nãy mình thắng, mình buông thức tay, buông chuột hết trơn luôn. Tôi ai dòng, sao nó quay nhanh vậy? Mày chết mày con, mày chết mày con. Tôi ai dòng luôn á. Ở kia nó, chết mày nổ. Tôi ai dòng luôn á. Trời. Ai dòng luôn á. Trời. Tôi dần mất niềm tin cuộc sống đấy rồi, trời ơi trời, hai dòng nó xíu xác tưởng là được nhất rồi, dễ sợ cái gớm buồn không còn gì để buồn. Cũng có lần này bị kẹt cái đuôi ta, lần nào cũng gì cũng bị kẹt cái đuôi đuôi các bạn. Lâu nhiều lúc trong này tự nhiên có nhiều người nó chạy nhanh lắm. Như mình nãy các bạn thấy tự nhiên mình vừa xuống xe này mình đáp xuống cái mình chạy cực kỳ nhanh luôn. Rồi giữa lúc là mình lại chạy rất là chậm. Chả hiểu sao. Cái gì đó nó kỳ thôi. Ê. Quay.
nếu mà chú xe xuống nó sẽ nhanh hơn đó. Đó, các bạn thấy mình đó mình chạy được rồi nè. Quay. Trời ơi, rồi xong rồi. Xong rồi. Không nhanh quá, đâm đầu vô cột điện luôn. Buồn quá ta. Tao không có muốn không thấy gì đâu tại lỡ tay. Rồi đang đuổi theo hạng nhất gây cấn quá. Lúc này đuổi theo nè. Cái thằng đi sau lên tuổi này phía trước ghê lắm. Với bạn chơi không bằng. Ê, đó đó các bạn thấy không? Anh thấy không, nó chơi mình kìa. Rồi xong luôn. Cái thằng này trời ơi. Chơi tôi kìa. Thằng này cắn cái mũi, nó cắn cái mũi nó ghê. Buồn sầu đời chứ. Chơi nó mãi ngờ chưa kịp chơi nữa, mình hiền bị nó chơi lại luôn. Bài cao chi vậy? Bài cao chi vậy? Rồi hạng 2 nữa rồi. Trời sao sao số mình nó cứ dính hạng 2 hoài vậy. Cái giống môn mà dính hạng 2, thằng nào thắng vậy? Roku à. Thôi, đi sao rồi. Nó cái giống ủi nhưng mà sao mình cứ hạng 2 hoài ta. Chứ cũng 2 giờ cũng hay. Mấy cái thằng mà nuôi ủi mình nó quay đầu lại hết rồi. Tại vì nó thiếu checkpoint các bạn. Như nó bay lên xong rồi nó quên chán cán cái đó. Nó quay về ngược lại. Đó. Tức chứ trời ơi. Nên bị phá à. Vậy I really 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 happy bye. Đó này lát quá. Tí giờ nãy em xem mình em đuổi thằng kia là được ha. Mình nếu mình đuổi thằng kia thì mình hạng nhất. Hạng nhất chơi xấu thì nó không có thú vị gì lắm. Mình đuổi chơi xấu không trời. Duy mà sao chơi xấu được đúng không? Chơi đẹp thì ai chơi xấu cho nên là. Đi này phải né né xe ra đừng ủi. Ủi là chỉ khi nào mà phía sau mình có một con xe nào nó có chút ngại vật đó các bạn. Mình ủi một cái thì được chứ mà còn. Còn 2 giây nữa kết thúc cuộc đua này. Dễ sợ luôn. 6 phút. Này tưởng thắng rồi. Trời quá trời tiền luôn trời. Nữa gây kinh nghiệm luôn. Chào ông cha mày chào. Bực ha, không vui ha. Trời ơi, nó 652 mình 654. Không, cũng không có bằng cái bữa. Cái bữa nó tính theo bằng khắc luôn. Lần này là tính theo bằng số giây. Rồi ok thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, like video này và chia sẻ các trang mạng xã hội với mình. Và đừng ủng hộ kênh ND Gaming của mình và cái game GTA 5 Online nữa ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.